Hôm nay mình nhìn lại thị trường chứng khoán một chút về các mã cổ phiếu như OSMC, AMD và các mã liên quan đến tập đoàn Chứng khoán Quyết. Cổ phiếu trong ngày xây dựng, cổ phiếu đốt thì hôm nay phiên ngày 24/4/2022 thì hôm qua nó có phiên tăng điểm, nay thì cũng có phiên tăng điểm hai phiên rồi, 13 và 14/4/2022. Về dài hạn thì bán cổ phiếu này của họ vẫn trong giai đoạn sàn, như trong quá trình đầu tư thì không lường trước được điều gì. Về thanh khoản thì ngay chỉ số khớp lệnh thì khối lượng cũng 18 triệu, mười bảy mười bảy triệu khối lượng cái giao dịch hôm nay. Thống kê khối lượng mua của nước ngoài là 49.700 cổ, khối lượng bán ra 6.300 cổ. Về tình hình kinh doanh của cổ phiếu rốt thì báo cáo tài chính, và báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 1, quý 2 và quý 4 2021 thì đều lãi, quý 1 2021 thì lãi 18 trên 18 nghìn tỷ, 18 tỷ trên 18 tỷ, quý 2 trên 14 tỷ, quý 4 thì trên 62 tỷ. Về tổng tài sản theo 5 thì bình quân cũng trên 12, trên 12 nghìn tỷ. Các chỉ số APS, PCE tăng dương, ROE cũng tăng. ROE thì tầm 2020 1%. Kết quả kinh doanh thống kê các tin tức về ban lãnh đạo và sở hữu, chủ tịch hội đồng quản trị thì bao Vương Trần Kiều Dung, chủ phó chủ tịch hội đồng quản trị, bà Trần Thị Hương. Về mặt hội đồng quản trị, số cổ phiếu đang niêm yết là 567.000, triệu 5.900 598.121 cổ phiếu đang lưu hành. Vốn hóa thì trên 3.000 tỷ. Về thông tin cổ phiếu của HLC phiên ngày hôm nay, cổ phiếu HLC phiên ngày hôm nay thì đang giảm, sau phiên hôm qua thì nó tăng, phiên hôm nay bắt đầu giảm ở mức đang ở giá 8.870. Về tình hình kinh doanh HLC,
Tình hình kinh doanh thì tập đoàn LNC hủy kế hoạch cổ đông tham dự đại hội niêm yết 2022 này. Trong ngày 14, 12 tháng 4, chủ tịch hội đồng quản trị LNC Đặng Tất Thắng đã ban hành nghị quyết về việc hủy ngày 23 tháng 3 năm 2022 là chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Song song với đó thì FLC cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 2022 theo khoản 2 điều 139 luật doanh nghiệp 2020 được đại hội cổ đông họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp đại hội thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hiện cổ phiếu FLC cùng với hai mã ROT và HAI cũng bị vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của sàn HOSE, nguyên nhân bởi doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin và có tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin. Trong tình hình này thì mã FLC, ROT và HAI đang là mức giảm, các nhà đầu tư là thận trọng nên mua cái mã đầu tư vào mã này. Mã HAI ở mức 4.890